chúng mày diễn đủ chưa? Bọn tao không có thời gian để đứng đây xem chúng mày diễn phim tình cảm đâu. Khi nào trả tiền bố? Mà này, không có tiền á, bố mày xin cái tai mày làm nem nhá. Để tao nói cho con người yêu của mày biết nhá. Này cô em, cái thằng người yêu của cô em ấy, bây giờ công ty nó phá sản rồi, nợ nần chồng chất, chủ nợ của nó ấy, xếp hàng dài trên thành phố kia kìa. Nó về đây chắc là để đoán xem nào. À, hay là nó về đây là để lừa cô em kiếm cái chỗ trốn đấy mà. Buồn quá. Này cô ơi, cô có làm sao không? Này cái kia, anh có biết lái xe không đấy? Làm tôi ngã thế này, dập hết cả rồi còn đâu. Tôi xin lỗi cô, tôi không có tỉnh. Tại tự nhiên cô lao xe vào xe của tôi nên tôi chạy không kịp. Anh còn đổ lỗi cho tôi được nữa à? Tôi không cần biết, xe đạp va vào ô tô thì ô tô sai. Vậy cô có đau ở đâu không? Hay là để tôi đưa cô đi viện, đi kiểm tra xem sao nhá. Ôi bé ơi, Soái ca, em không sao. Mấy cái vết xước nhỏ này thì có làm sao đâu ạ. Nhưng mà vừa rồi cô bảo là có sao cơ mà. Tại khi nãy em chưa nhìn thấy anh thôi. Chứ bây giờ nhìn thấy anh rồi, tự nhiên em lại thấy hết đau rồi. Người đâu mà đẹp trai thế không biết. Tôi cũng không ngờ vẻ đẹp trai của tôi lại có thể chữa lành vết thương đấy. Đáng lẽ ra là em hết đau rồi. Nghe anh nói câu đấy, tự nhiên em lại thấy đau rồi đấy. Thế có đau ở đâu? Để tôi đưa cô đi kiểm tra. Đau ở đây này. Còn đúng là vui tính thật đấy. Mà hình như anh không phải là người ở đây à? Trông anh lạ quá. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi về đây để khảo sát khu đất ở đầu làng, chuẩn bị xây resort. Thật không may lại va phải cô gái xinh đẹp như cô. Tôi xin lỗi nhé. Chủ tịch SVM. Ủi mẹ ơi, đã đẹp trai lại còn giàu nữa, trúng máng rồi. Cơ hội cũng đến nhiều lần, mình phải nắm bắt ngay mới được. Này, cô ơi. Em biết khu đất đấy đấy. Hay là để em dẫn anh đi nhá. Có người làm dẫn đi sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà vừa nãy cô bảo cô bị đau cơ mà. Em không sao. Em hết đau rồi. Em sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh luôn. Thế thì tốt quá. Đúng là may mắn cho tôi rồi. Vừa gặp được cô gái xinh đẹp như cô, lại còn tốt bụng nữa chứ. Thế thì còn gì bằng. Mà anh này, anh đừng gọi em bằng cô nữa nhá. Em còn nhỏ tuổi lắm, anh gọi như vậy em sẽ buồn lắm đấy. Anh xin lỗi nhá. Alo, anh nghe đây. Anh Tân, sao sáng giờ anh không gọi cho em? Anh không nhớ em à? Anh có biết là em nhớ anh lắm không à? Anh xin lỗi nhá, tại hôm nay anh bận việc quá. Em đừng giận anh nhá. Vâng, em biết rồi. Em có giận gì anh đâu chứ. Mà em đang làm gì đấy? Em đang đi làm. Tranh thủ giờ nghỉ trưa thì em gọi cho anh đấy. Sao lại đi làm? Tiền anh gửi cho em không đủ sao? Anh đã dặn em rồi, là cứ ở nhà rồi cơ mà. Em có muốn như thế đâu. Chuyện là bố em đang bị bệnh, cần phải có nhiều tiền để chữa trị. Mà nhà em thì nghèo lắm, làm gì có đủ tiền để mà chữa cho bố đâu chứ. Nên em đành phải đi làm thêm để còn lo cho bố nữa.
Ngốc này, bố bệnh sao không nói với anh? Phải đi làm cực khổ như vậy. Em ngại phiền anh quá. Không sao đâu, em tự lo được mà. Anh đừng lo. Ngày mai em không cần phải đi làm nữa. Anh sẽ gửi thêm tiền cho em để em lo cho bố nhá. Thế thì có tiện anh không? Anh làm như vậy em ngại lắm. Có gì đâu, anh lo được cho em mà. Thế nhá, em yên tâm. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, bây giờ anh bận chút việc. Anh cùng mày nhá. Hai, không ngờ chủ tịch của tập đoàn SVM cũng không tài nào thoát khỏi được lưới tình nhỉ. Cái buổi về quê định mệnh đấy, lại gặp được cô thôn nữ hút hồn chủ tịch của chúng ta cơ đấy. Cậu đừng có mà trêu tôi như vậy chứ. Chủ tịch của chúng ta hôm nay lại còn biết ngại nữa cơ đấy. Cậu có tin tôi đuổi việc cậu vì tội dám trêu chủ tịch không? Ôi, thế thì tôi chết đói mất. Tôi biết đấy, là cậu không bao giờ đuổi việc bạn thân của mình đâu. Tôi mà chết đói, tôi sẽ đến vay tiền cậu để sống qua ngày đấy. Với lại, cậu tìm đâu ra một thư ký vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại còn hết lòng với công ty nữa chứ. Dạo này miệng lưỡi cũng kinh đấy nhở. Là do tôi học hỏi từ chủ tịch cả thôi. Nào, kể cho tôi biết, cô gái đấy có gì hay ho mà lại có thể mê hoặc được chủ tịch của chúng ta? Cô ấy cho tôi một cảm giác đặc biệt. Một cô gái vừa cá tính, vừa đáng yêu, lại còn hiếu thảo nữa. Cậu biết tại sao đàn ông người ta thường yêu những cô gái xinh đẹp nhiều hơn là yêu những cô gái tốt không? Tại sao? Vì xinh đẹp ấy là cái chúng ta nhìn thấy được, còn tốt thì không. Và tốt thì có thể giả vờ được, còn xinh đẹp ấy thì không. Ý của cậu, Huyền là một cô gái đào mỏ. Tôi coi cậu là bạn tốt nên là tôi mới nói thôi. Về công việc tôi sẽ phải học hỏi từ cậu, nhưng mà về tình trường ấy, tôi tin chắc là cậu phải học hỏi từ tôi đấy. Tôi chỉ sợ một con người lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, bây giờ mới lao đầu vào tình yêu, tôi sợ cậu u mê thôi. Cậu đừng nói linh tinh. Huyền là một cô gái tốt, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng mong là vậy. Bye bye anh yêu. Lại còn hôn gió nữa cơ đấy. Anh là anh cũng bị ghen đấy nhá. Thôi nào, ghen gì chứ. Em đang kiếm tiền về cho mình mà. Phải ngon ngọt như vậy thì hắn ta mới gửi tiền về cho mình tiêu chứ. Mà phải công nhận, cái thằng đấy nó ngu thật đấy. Nói cái gì nó cũng tin. Mà em cũng ghê thật đấy. Lấy cái lý do ấy là bố bị bệnh. Phải như vậy thì anh mới có tiền tiêu đấy. Mà này, thế bao giờ hắn ta gửi tiền về đấy? Ngày mai. Này, thế ngày mai em chuyển cho anh một ít để anh gỡ lại cái vụ hôm ấy thua thằng Tùng Ấm nhá. Anh lại đi cờ bạc nữa à? Anh có bao giờ thắng đâu mà cứ cờ bạc như vậy thì bao nhiêu cho đủ chứ? Hôm trước ấy là do anh đen thôi, hôm nay khác rồi. Hôm nay mà thắng nhá, anh sẽ mua tặng em cái bộ dây chuyền mà em thích. Anh xem qua rồi, nó rất hợp với một người xinh đẹp như em đấy. Mà em có cả một cái ngân hàng free trên thành phố cơ mà. Sợ cái gì? Nhưng mà không thể như thế mãi được. Em lo là không giấu được hắn mãi đâu. Cũng đúng. Hay là mình lừa hắn một vố lớn rồi mình té. Ý anh là... Thì mình cứ làm sao đấy, lừa hắn một vố thật là lớn vào. Hay là em sinh cho hắn một thằng cu, sau đó đòi hắn ta chu cấp. Anh bị điên à? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Thôi, anh đùa. Mà thôi, anh có việc, anh đi trước nhá. Vâng ạ, anh đi đi. Anh đi đây. Anh Ân, anh làm sao thế này? Bọn nó có đánh anh không? Huyền, em cứu anh với, không bọn nó giết anh mất. Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có cờ bạc nữa, sao anh không chịu nghe em? Thì tại anh đen thôi. Mà thôi, em cứu anh đi, anh hứa anh sẽ không cờ bạc nữa. Sao? Chúng mày diễn đủ chưa?
Bọn tao không có thời gian để đứng đây xem chúng mày diễn viên tình cảm đâu. Khi nào trả tiền bố? Mà này, không có tiền á, bố mày xin cái tai về làm nem nhá. Anh ấy nợ các anh bao nhiêu? 100 triệu. Sao? Có tiền trả không? Cái gì? 100 triệu thì em lấy đâu ra? Huyền, anh xin em. Chẳng phải em có thằng chủ tịch nào đấy tự nguyện xin tiền cho em hay sao? Em cứ nghĩ đại một lý do nào đấy rồi bảo hắn ta gửi tiền về đi. Thôi được rồi, để em gọi. Còn nhanh lên đâu? Mày định lươn à? Hả? Em mà gọi cho hắn đi. Alo, anh Tân. Alo, anh nghe đây. Có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Anh ơi, chắc là em phải đi lấy chồng để trừ nợ rồi. Em nói thế là sao? Tại sao lại như vậy? Ngày xưa bố em nợ tiền người ta, bây giờ không có tiền trả. Họ bay em lấy họ để trừ nợ. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Em không muốn như vậy đâu. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Sao lại thế được chứ? Bố mẹ em thiếu bao nhiêu? Một... không, 30 triệu. À, 300 triệu. Cả gốc lẫn lãi là 300 triệu ạ. Nhiều thế á? Bây giờ em không có tiền để trả cho họ. Em phải lấy họ để trừ nợ. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Được rồi, em bình tĩnh đi. Anh sẽ giải quyết. Anh cho em tiền thật ạ. Nhưng mà 300 triệu không phải là con số nhỏ đâu. 300 triệu không phải là số tiền nhỏ. Nhưng mà anh không thể đứng nhìn người yêu của anh như vậy được. Anh nói thật ạ. Em yên tâm nhá. Anh sẽ sắp xếp về mang tiền cho em. Em không cần phải lấy ai hết. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, em không biết phải làm thế nào nữa. Hãy tin anh. Đừng lo lắng nhá. Em là người yêu của anh mà. Đừng nói như thế. Dạ. Được rồi. Tôi đã gọi rồi đấy. Sẽ có người mang tiền đấy cho anh. Bây giờ anh thả anh ấy ra được chưa? Thôi được rồi. Tao sẽ cho chúng mày 2 ngày. Nhưng mà nếu mà 2 ngày không trả cho tao ấy thì đừng có trách tao ác, nghe chưa? Dạ vâng, dạ. Mình về thôi anh. Cút. Huyền, anh cảm ơn em. Đúng là chỉ của em mới là người yêu anh nhất thôi. Đi. Chủ tịch, có chuyện gì sao gọi cho gọi tôi gấp thế? Ngày mai, cậu sắp xếp công việc, cùng tôi về quê một chuyến. Có chuyện gì sao? Lần này về, tôi muốn thử lòng Huyền. Thử lòng? Đúng vậy. Dạo gần đây tôi thấy cô ấy không được như lúc trước nữa. Nếu như lần này cô ấy vượt qua được thử thách, tôi sẽ hỏi cưới cô ấy làm vợ. Cuối cùng thì bạn tôi cũng đã chịu nghe lời tôi rồi. À, còn nữa, ngày mai tôi cần cậu đóng giúp tôi một vai. Ok, đơn giản luôn. Tôi nói cho cậu biết chứ, ngày xưa mà tôi không đi làm thư ký cho cậu, có khi tôi đã đi làm diễn viên rồi đấy. Vừa đẹp trai, vừa cao giáo. Thôi, đủ rồi. Xuống chuẩn bị xe đi. Ok, chủ tịch. Huyền. Anh Tân. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Em biết, nhất định anh sẽ không bỏ em mà. Làm sao anh có thể bỏ em được chứ? Anh có mang tiền về cho em chưa ạ? Mấy hôm nay người ta cứ đòi tiền, em sợ lắm. Đây, anh mang về cho em rồi đây. Vậy thì anh mang đồ cho em đi. Con tổ thứ này, mày làm tao hơi bị mất công tìm mày rồi đấy. Tao biết ngay là mày trốn ở đây mà.
Có chừng này thôi hả? Chỗ này còn chưa được số lẻ. Mà tao cũng nể mày thật đấy. Đã nợ nần phá sản rồi mà vẫn đang còn đem tiền đi bao gái được cơ. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đi. Chuyện này chúng ta đến chỗ khác nói chuyện được không ạ? Sao tao phải đi đâu? Tao không thích đi đấy. Tao thích ở đây cho mọi người biết rõ cái bản mặt của mày đấy. Để xem mày sống như thế nào. Thế tiền nợ của công ty tao bao giờ mày định trả? Hay là để tao cho người qua đập nát cái công ty mày đi? Ấy, anh cứ từ từ đã. Em xin anh, cho em thư thêm vài hôm nữa. Em sẽ sắp xếp, chắc chắn trả cho anh đầy đủ ạ. Chuyện này là thế nào? Sao lại nợ nần? Để tao nói cho con người yêu của mày biết nhé. Này cô em, cái thằng người yêu của cô em ấy, bây giờ công ty nó phá sản rồi. Nợ nần chồng chất, chủ nợ của nó ấy, xếp hàng dài trên thành phố kia kìa. Nó về đây chắc là để anh đoán xem nào. À, hay là nó về đây là để lừa cô em kiếm cái chỗ trốn ấy mà. Cái gì? Anh Tân, anh ta nói thế là thế nào? Huyền này, thực ra dạo gần đây ấy, công ty của anh làm ăn thua lỗ. Anh đi vay nợ khắp nơi, nhưng mà không đủ tiền để duy trì. Công ty chắc là sắp phá sản rồi. Cái gì cô? Công ty anh bị phá sản á? Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh sẽ lo được cho em. Anh vẫn sẽ cưới em, như là anh nói. Em đừng lo nhá. Anh bị điên à? Công ty anh phá sản rồi thì anh lấy tư cách gì mà đã cưới tôi? Em nói như vậy là sao? Chẳng phải trước đây em từng nói với anh, dù anh có là chủ tịch hay là nhà nghèo đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi yêu anh mà. Anh phải biết cái gì nên tin và cái gì không nên tin chứ. Đấy là do anh ngu nên anh mới tin tôi thôi. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Tôi chỉ nói vài lời ngon ngọt mà anh đã nghe theo tôi dăm tắt rồi à? Người ta nói dại gái ấy là cái chết tê tái đấy, hiểu chưa? Cô mẹ khiếp, cứ tưởng là vớ được con mồi ngon, ai ngờ là thằng phá sản à? Mẹ thế không biết. Anh là ai? Tại sao nói như vậy? Thế thì để tao nói cho mày biết nhá. Tao ấy mới là người yêu chính thức của Huyền, mà cũng phải cảm ơn mày. Cái thằng dại gái đã cho tao tiền tiêu miễn phí. Sai tiền chùa ấy, thích thật đấy. Huyền, em nói gì đi chứ? Chuyện này là sao? Anh vẫn chưa nghe rõ à? Tất cả chỉ là vở kịch. Không có chuyện bố tôi bị bệnh, và cũng không có chuyện tôi cưới chồng để trả nợ đâu. Chẳng qua ấy là tôi tìm cách để moi tiền anh mà thôi. Nhưng mà rất tiếc là anh hết giá trị lợi dụng rồi. Chào anh. Cậu thấy rõ chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Tình trường ấy thì cậu còn phải học tôi nhiều. Đến vàng người ta còn phải thử lửa, huống hồ là lòng dạ con người. Cũng thật tiếc cho cô thôn nữ đây, chỉ bằng một màn kịch nhỏ nhoi mà đã lộ rõ ra bản chất con người cô. Đúng là giờ cô đã tự đánh mất đi một ông chồng tương lai vừa giàu có vừa đẹp trai rồi đấy. Anh nói cái gì vậy? Sao lại màn kịch? Cô nghĩ công ty SVM là công ty gì mà có thể dễ dàng phá sản như vậy? SVM ấy, bây giờ đang là một trong những công ty phát triển hàng đầu đấy. Chủ tịch ạ, việc của tôi ở đây xong rồi. Tôi tin cậu sẽ có cách giải quyết của cậu đúng đắn. Được rồi, cảm ơn cậu. Chuyện ở đây tôi tự biết giải quyết như thế nào. Tôi đi trước đây. Về thôi. Anh Tân, như vậy là sao? Anh không phá sản thật ạ? Anh chỉ đùa em thôi đúng không? Cô đúng là con người tham lam và xấu xa đấy. Chỉ cần một phép thử thôi, cô đã lộ rõ nguyên hình rồi. Đáng nhẽ ra lần này tôi về đây cũng là để hỏi cưới cô đấy. Nhưng mà xem ra tôi không hề có cái phước đó rồi. Thật ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em yêu anh là thật mà. Với những con người tham lam, sống xấu xa, ích kỷ, thực dụng và khinh thường tình cảm của người khác như cô ấy thì không xứng đáng có được tình yêu đích thực đâu. Xem như tôi chưa từng quen cô. Mà này, tất cả số tiền mà tôi gửi cho cô ấy, tôi đều giữ lại hóa đơn đấy. Cô tính mà trả tiền lại cho tôi đi. Còn nếu như cô không trả thì coi chừng tôi đấy. Chẳng phải là anh đã cho em rồi sao? Nhưng mà cô không xứng đáng. Số tiền đó tôi thà đi làm từ thiện còn hơn đấy. Chào cô. Anh Tân, anh Tân.
hỏi làm sao bây giờ hả anh? Lấy đâu ra tiền để trả cho anh ta bây giờ? Việc này cô tự làm, cô tự đi mà chịu trách nhiệm. Thế nhá, tôi đi đây. Anh nói thế mà nghe được cả? Chẳng phải tôi đã đưa hết tiền cho anh rồi sao? Đấy là do cô ngu thôi. Cô tưởng tôi yêu cô thật lòng à? Là do cô còn giá trị lợi dụng. Còn bây giờ ấy, cô hết rồi. Đồ khốn nạn!